Tập phim Câu chuyện về mật ong. Mình tới ngay đây. Bucky, Franny, thử một chút trà quả mâm xôi dại của mình đi. Nó cực kỳ tốt cho các cậu đó. Nó được làm từ quả mâm xôi, quả mâm xôi và quả mâm xôi. Mình tự hái nó đó. Cảm ơn nhiều nha, Bijon. Ngon tuyệt. Chua quá à. Cậu nên thêm cho một chút mứt cam vào. Không, nó không cần mứt cam đâu. Cậu cứ uống như vậy đi. Cho một chút sô-cô-la đi. Nó không cần sô-cô-la. Chà, vậy thì một chút mật ong. Cậu có thể cho thêm vào, được đó. Cậu biết gì không? Mình chưa bao giờ ăn thử mật ong luôn đó, chưa một lần nào. Cái gì? Chưa ăn thử mật ong sao? Tụi mình phải chỉnh lại thôi. Cậu vừa được đặt một chân đầu tiên vào thế giới tuyệt vời đó, Franny của mình à. Chà, để mình đi lấy một chút mật ong cho cậu thưởng thức nha. Mình không muốn bị đốt đâu, quên đi. Mật ong sao? Mình có thể tự làm mật ong. Những con ong có thể làm được điều đó thì mình cũng có thể làm được. Mình sẽ làm tốt hơn mấy con bọ đó luôn. Mật ong hả? Làm mật ong. Bây giờ mình cần cái gì đây? Không phải cái này, không phải cái kia. Mình cần cái đó. Không được, được không? Được, không chắc lắm. Chắc chắn dùng, không, không luôn. Không, cảm ơn. Cái này có ít đó. Tới rồi các bạn ông ơi. Các bạn ông à, một ngày tốt lành nha. Mình có thể xin một ít mật ong không? Xin chào. Việc này không hiệu quả rồi. Vậy thì kế hoạch B. Cho nên cậu không biết làm mật ong như thế nào phải không? Phải, nó rất đơn giản. Tất nhiên mọi người đều biết mật ong được làm từ phấn hoa. Vì vậy, tụi mình bắt đầu với một thiết bị thu thập phấn hoa hoặc thiết bị hút phấn hoa tự động. Một khi đã hút phấn hoa vào, nó sẽ hòa tan trong nước và trộn với đường. Tại sao lại là đường? Bởi vì mọi người trên thế giới đều biết rằng mật ong rất là ngọt. Đúng rồi gà con, đến lúc làm mật ong đầu tiên trên thế giới rồi. Thú vị ghê ha. Các bạn thân mến, hãy để mình lấy một chút mật ong ngon lành của các cậu được không nào? Và để nói lời cảm ơn, mình sẽ hát cho các bạn một bài hát thật là hay. Đi bộ và chơi trò chơi khi thời tiết thật là đẹp. La la la. Nếu có ouch. Mưa. Họ đang hát. Đọc sách cùng nhau. Mỗi ngày theo một cách nào đó. Mình rất xin lỗi, mình không có ý làm các bạn khó chịu đâu. Đi nào, chú ngựa hút phấn hoa. Được rồi, tiến hành thôi. Hút mật, phải rồi. Ây chà. Bucky, cứu mình khỏi đội quân ong này đi. Bucky ơi, làm bất cứ việc gì cũng được, giúp mình với Bucky à. Bijon, chờ bọn, mình sẽ cứu cậu. Khi nào vậy, nhanh lên giùm mình đi mà. Sao nào, cậu thích mật ong của mình không? Mình chắc là nó rất tuyệt. Ghê quá, giống như là mật ong xấu xa vậy đó. Kế hoạch của mình siêu thất bại rồi. Kế hoạch của mình cũng vậy, còn bị đốt nữa chứ. Những gì mình nhận được là những nốt sưng vù. Bijon, mình xin lỗi, lại gần mấy con ong cũng không phải là hay lắm đâu. Cậu nói gì? Và nếu cậu không phải tới gần mấy con ong thì sao? Franny, cậu đúng là một thiên tài lớn. Mình sẽ quay lại. Thôi nào. Được thôi. Bằng cách này, những con ong sẽ không làm phiền tới chúng ta. Cậu thấy đấy, Bijon. Quẹo trái, quay lại bên phải. Lên một chút, và vào được rồi, ha, hay lắm. Và bây giờ chúng ta đang hút mật xuống. Và chúng ta đã có mật ong rồi nè. Phải, cậu nói đúng, mật ong rất là ngon. Ngoài ra, nó còn bổ dưỡng nữa nha. Hóa ra ong làm việc rất tốt. Chúng đã đánh bại mình. Mật ong gấu của mình thật đúng là khủng khiếp. Hehehehe.